Thành đoàn Ninh Bình vừa tổ chức khánh thành và bàn giao ngôi nhà khăn quàng đỏ cho gia đình em Phạm Nguyễn Quốc Anh, học sinh lớp 7B trường Trung học cơ sở Ninh Phong. Em Quốc Anh có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, mẹ thường xuyên đau ốm. Em và mẹ sống cùng ông ngoại năm nay đã 81 tuổi. Mặc dù vậy, em luôn có ý thức vươn lên, phấn đấu trong học tập và rèn luyện. Trước đây, ngôi nhà gia đình em ở đã xuống cấp nhưng không có điều kiện sửa chữa, xây mới. Sau 3 tháng xây dựng, đến nay, ngôi nhà mái bằng đã hoàn thành khang trang với diện tích hơn 50m², tổng kinh phí xây dựng gần 120 triệu đồng. Trong đó, Thành đoàn Ninh Bình và các liên đội trường tiểu học, trung học cơ sở của thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại là số tiền do địa phương ủng hộ và vốn tự có của gia đình. Ngôi nhà được Thành đoàn Ninh Bình chọn làm công trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 22 và trở thành nguồn động viên lớn giúp em Quốc Anh vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.